Thế giới khủng long có hàng ngàn loài, hàng ngàn hình dáng khác nhau cùng tồn tại. Điều đó khiến hồ sơ hóa thạch có một số loài khủng long có hình dạng vô cùng kỳ lạ. Nói vui vui thì một số loài khủng long này kỳ lạ đến mức chúng có thể là nhân vật trong rạp xiếc nếu chúng vẫn còn sống cho đến ngày nay. Chúng không chỉ có vẻ ngoài khác biệt so với họ hàng của mình, mà còn nhiều trong số chúng còn bộc lộ những đặc điểm hành vi không ngờ tới. Từ những con khủng long có hàng trăm chiếc răng, cho đến những con có đặc điểm trông kỳ lạ trên đầu. Trong video ngày hôm nay, Ultrack Share chúng mình sẽ cùng các bạn điểm qua một số loài khủng long như thế. Danh sách này vẫn chưa đầy đủ tất cả, nhưng nếu nhận được sự ủng hộ từ các bạn thì chúng mình sẽ làm thêm các phần tiếp theo. Và video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn cứ bình luận chia sẻ bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultrack Share, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 19. Brontoceratops. Brontoceratops nổi tiếng vì có một số nguồn thông tin cho rằng nó có những điểm tương đồng với quái thú thần thoại, một sinh vật huyền thoại có đầu, cánh và móng vuốt của đại bàng, còn thân thì là của sư tử, đó là Griffin. Đoạn này ở trên một số diễn đàn mình thấy hay hay nên bỏ vào thôi, chứ mình thấy chả giống đâu, vì Brontoceratops thật sự làm gì mà có cánh. Nó chỉ có một cái diềm cổ phức tạp và có một cây mỏ trông giống như mỏ con vẹt. Brontoceratops có kích thước nhỏ so với các loại khủng long ceratopsid khác, với chiều dài trung bình khoảng 2-2,5m và nặng khoảng 180kg. Đuôi của loại khủng long này cũng dài bất thường và có cấu trúc giống cánh bồm ở chót đuôi. Đây là một tính năng khác không thấy ở bất kỳ họ hàng nào khác của nó. Chức năng chính xác của cánh bồm này thì vẫn chưa được biết, nhưng nó có thể được sử dụng để mà mình tạm gọi là trang trí đi, hoặc là hỗ trợ cho việc bơi lội. Số 18. Mamenchisaurus. Khủng long sauropod được biết đến với chiếc cổ dày đáng kinh ngạc, và Mamenchisaurus không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, loài khủng long này có thể có chiếc cổ dài nhất trong số các loài sauropod được biết đến, với chiều dài ước tính khoảng 9,3m. Tổng chiều dài cơ thể của Mamenchisaurus có thể ước tính là khoảng 21-22m. Điều này có nghĩa là chiếc cổ hình thành gần bằng một nửa chiều dài cơ thể của nó. Mamenchisaurus là một trong những loài khủng long dài nhất từng được biết đến. Đuôi cũng dài và cơ thể được nâng đỡ trên đôi chân cơ bắp khỏe mạnh với những miếng mô sợi dây ở gót chân để đệm trọng lượng khổng lồ của loài khủng long này. Số 17. Nasutoceratops. Nasutoceratops là một loài khủng long ceratopsian lớn, có nghĩa là nó có diềm xếp nếp lớn và một dãy sừng ấn tượng trên khuôn mặt. Sừng lông mày của Nasutoceratops là loài sừng dài nhất trong số các loài khủng long Centrosaurinae, kéo dài gần như đến tận chốt mõm của loài khủng long này. Nhưng đây không phải là điều bất thường nhất về nó. Điều khiến Nasutoceratops trở nên kỳ quái là hình dạng và hướng của sừng. Sừng tròn và hướng về phía trước, tương tự như sừng của một số loài gia súc hiện đại. Loài khủng long ăn cỏ này sống ở Bắc Mỹ trong thời kỳ cuối kỷ phấn trắng khoảng 75 triệu năm trước. Số 16. Di Quy. Di Quy có tên ngắn nhất trong số tất cả các loài khủng long từng được biết đến. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ kỳ lạ thì loài khủng long này còn có vẻ ngoài vô cùng kỳ quái khác. Di Quy có đôi cánh có màng làm bằng da, rất giống cánh của loài dơi. Bằng chứng cũng cho thấy nó có lông khắp cơ thể. Điều thú vị là dù có lông và cánh màng nhưng loài khủng long này vẫn không có khả năng bay. Đôi cánh này được cho là chỉ hữu ích cho việc lướt đi trên các cành cây. Di Quy cũng là một con khủng long rất nhỏ, có một nguồn cho rằng ước tính trọng lượng của nó còn chưa đến 1kg. Nó sống ở Trung Quốc trong thời kỳ giữa kỳ Jura khoảng 150 triệu năm trước. Số 15. Hanska Raptor. Hanska Raptor là một loài dromaeosaurid kỳ quái, trông rất giống với các loài gia cầm tại hiện đại, ví dụ như vịt. Nó sống ở Mông Cổ và cuối kỳ phân trắng. Hanska Raptor cho thấy nhiều đặc điểm khác nhau, gợi ý lối sống bán thủy sinh. Mặc dù các di sâu của loài khủng long này trông giống như chúng đã thích nghi với việc chạy trên cạn, nhưng Hanska Raptor lại có các chi trước được biến đổi thành chân gieo, có thể hữu ích cho việc bơi lội. Chiếc mõm giống vịt của loài khủng long này cho thấy nó có thể có chế độ ăn đặc biệt, chủ yếu bao gồm các con mồi dưới nước. Hanska Raptor có kích thước tương tự như vịt trời hiện đại, với chiếc cổ dài trung bình khoảng 20cm. Loài khủng long này là duy nhất bởi vì đó là một trong số ít loài khủng long Dromaeosauridae được biết là có lối sống bán thủy sinh. Số 14. Deinocheirus. Loài khủng long có vẻ ngoài kỳ quái này là thành viên của một họ khủng long được biết đến về những điểm tương đồng bề ngoài với các loài chim hiện đại, Ornithomimosaurus.
Loài khủng long này được đặt tên vào năm 1970 dựa trên cặp cánh tay khổng lồ, đai vai và một số hóa thạch mảnh vụn được phát hiện ở Mông Cổ. Cái tên Deinocheirus có nghĩa là bàn tay khủng khiếp, ám chỉ những móng vuốt cong khổng lồ trên chi trước của loài khủng long này. Deinocheirus là một trong những loài khủng long có cánh tay dài nhất so với bất kỳ loài khủng long hai chân nào, với chiều dài khoảng 11 mét. Ở cuối cánh tay dài này là một móng vuốt dài gần 20 cm. Deinocheirus chủ yếu ăn cỏ, nhưng có lẽ cũng sẽ ăn cá và các động vật nhỏ khác. Số 13. Parasaurolophus. Parasaurolophus là loài khủng long mỏ vịt nổi tiếng về màu sọ phức tạp. Đính dài của loài khủng long này kéo dài từ mõm và cong về phía sau đầu, giống như một chiếc kèn. Màu rỗng này có thể phục vụ mục đích là âm thanh, có nghĩa là nó có thể tạo ra nhiều loại âm thanh để giao tiếp hoặc thu hút bạn tình. Parasaurolophus là loài khủng long bốn chân, nhưng nó cũng có thể chuyển sang tư thế hai chân để tiếp cận thảm thực vật cao hơn ở trên cây. Nó sống vào cuối kỳ phân trắng ở các vùng phía Tây Bắc Mỹ và có lẽ là cả châu Á. Số 12. Amargasaurus. Amargasaurus là một trong những loại khủng long sauropod kỳ lạ nhất từng được phát hiện. Điều này một phần là do kích thước nhỏ bất thường của nó đối với loài sauropod và cũng là do hai hàng gai cao xếp dọc theo cổ và lưng của nó. Đây là một đặc điểm chưa từng thấy ở bất kỳ loài khủng long sauropod nào khác từng được phát hiện. Một số chuyên gia cho rằng các gai này có thể là một tấm sừng hoặc một lớp da giống như cánh bơm cho việc thu hút bạn tình, chiến đấu hoặc phòng thủ cho những kẻ săn mồi. Amargasaurus phát triển đến chiều dài khoảng 9-13 mét. Mặc dù nó là một loài khủng long lớn, nhưng chiều dài này là nhỏ một cách bất thường đối với một con khủng long sauropod. Số 11. Gigantoraptor. Chỉ một phần tên của loài khủng long này là chính xác. Gigantoraptor thực sự khổng lồ, nhưng nó không thực sự là một loài khủng long ăn thịt trái ngược với tên gọi. Điều này có nghĩa là nó không phải là thành viên của họ Dromaeosauridae. Gigantoraptor là một loài khủng long Oviraptorosaur, họ hàng của loài Oviraptor nổi tiếng, và được coi là loài khủng long lớn nhất từng được biết đến trong nhóm. Giống như các loài khủng long có lông vũ khác, Gigantoraptor ấp trứng giống như nhiều loài chim ngày nay. Tuy nhiên, do kích thước khổng lồ của chúng, những quả trứng được bố trí xung quanh các cạnh của tổ thay vì ria để giữ những con khủng long khổng lồ không nghiền nát trứng. Số 10. Spinosaurus. Spinosaurus nặng 7,8 tấn và dài 14,2 mét. Điều này giúp nó đứng thứ 3 trong các loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến. Nó sống ở Bắc Phi vào cuối kỳ phân trắng và là một trong những loài khủng long săn mồi hàng đầu trên lục địa vào thời điểm đó. Điều thú vị là loài khủng long chân thú khổng lồ này có sở thích ăn cá, mặc dù nó có thể dễ dàng săn bất kỳ con mồi trên cạn nào có nhiều trong môi trường sống của nó. Điều này được chứng minh bằng mõm giống cá sấu của loài khủng long này, cho thấy chế độ ăn chủ yếu là loài ăn cá. Spinosaurus còn được biết đến với một cột sống thần kinh khổng lồ giống như cánh bơm mọc ra từng lưng. Mặc dù có kích thước khổng lồ, nhưng bằng chứng cho thấy Spinosaurus là loài săn mồi nhanh nhẹn. Nó có lẽ cũng có khả năng bơi lội, điều này khiến nó trở thành một trong số ít loài khủng long chân thú theo lối sống một phần dưới nước. Số 9. Conca Venator. Conca Venator được dịch là thợ săn lưng gù đến từ Cuenca. Nó đề cập đến khu vực của Tây Ban Nha, nơi loài khủng long này sinh sống và cũng là một trong những đặc điểm kỳ lạ nhất mà nó có, một cái bướu nổi bật trên lưng. Mặc dù có nhiều loài khủng long có bướu hoặc cánh bụm trên lưng, nhưng Conca Venator là loài độc nhất vì vị trí của bướu ngay phía trước hông của nó. Nó được hình thành bởi hai đốt sống cao tạo thành một màu hẹp và nhọn. Mặc dù mục đích của bướu này vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi, nhưng đây là một trong những đặc điểm đáng chú ý của loài khủng long kỳ lạ này. Số 8. Aenosaurus. Aenosaurus giống như các loài khủng long Ceratopsid điển hình. Nó có diềm cổ nổi bật với các gai dọc theo ria và sừng nhỏ tương tự như họ hàng của nó cho phân họ Centrosaurinae. Điểm đặc biệt của Aenosaurus so với các loài khác là chiếc sừng mũi cong về phía trước, được mô tả trông giống như một cái mở nắp chai thay vì sừng thẳng hoặc hơi cong của các loài khủng long có liên quan khác. Chúng sống theo đàn tương tự như đàn bò rừng hiện đại. Đó là lý do tại sao tên của loài khủng long này được dịch là thằn lằn bò rừng. Aenosaurus là một loài khủng long ăn cỏ chuyên biệt, với bộ răng có hiệu quả trong việc xử lý các nguyên liệu thực vật cứng. Số 7. Eoplocephalus. Eoplocephalus là một trong những loài khủng long có bộ giáp dày nhất từng được phát hiện. Nó giống như nhiều họ hàng của nó, cũng được bọc thép. Nhưng Eoplocephalus là loài độc nhất vì các mảng xương và gai bao phủ cơ thể của nó cũng che phủ các phần trên khuôn mặt, tạo thành một lá chắn bảo vệ đầu của nó. Về cơ bản, nó được các nhà khoa học ví von là một chiếc xe tăng bọc thép ở dạng khủng long. Để hoàn thiện bộ giáp kỳ quái của loài khủng long này, nó có một chiếc chùy khổng lồ ở đuôi.
đủ đặn để giáng một đòn tàn khốc vào bất kỳ kẻ tấn công nào vào nó. Số 6. Chilesaurus. Chilesaurus là một loài khủng long thật sự kỳ quái, trông giống như một trò chơi xếp hình Lego được lắp ghép hơn. Nó là một loài khủng long chân thú, có nghĩa là nó có quan hệ họ hàng xa với loài khủng long ăn thịt điển hình T-Rex. Tuy nhiên, những chiếc răng hình thề của loài khủng long này cho thấy nó là một loài ăn cỏ thay vì ăn thịt như những họ hàng của nó. Sự sắp xếp xương chậu của loài khủng long này trông giống như loài khủng long Ornithischian hơn, trong khi bàn chân của nó tương tự như chân của các loài sauropod. Sự kết hợp các đặc điểm độc đáo này khiến Chilesaurus trở thành một loài dị thường xét từ góc độ tiến hóa. Số 5. Cyzicus. Cyzicus là một loài khủng long có lông vũ nhỏ, chỉ dài khoảng 50cm. Trên thực tế, nó là một trong những loài khủng long không phải chim nhỏ nhất từng được phát hiện, nhưng đó vẫn là một trong những loài khủng long khác thường nhất do chiều dài của đôi chân. Cyzicus có tỷ lệ chân trên cơ thể dài nhất so với các loài khủng long từng được biết đến, với chiều cao khoảng 20cm. Sở hữu đôi chân cực dài như thế này có nghĩa là loài khủng long này rất có thể là loài chạy cực kỳ nhanh. Điều này sẽ hữu ích trong việc vượt xa những kẻ săn mồi tiềm năng trong môi trường sống của nó. Cyzicus cũng có ngón thứ ba cực kỳ dài, có thể nó dùng để thăm dò vỏ cây hoặc tổ mối để tìm côn trùng. Số 4. Ryolophosaurus. Ryolophosaurus là một loài khủng long theropod sống vào thời kỳ đầu kỷ Jura ở Nam Cực ngày nay, được phát hiện và đặt tên chính thức vào năm 1991. Loài khủng long này là một trong số những loài khủng long đầu tiên được phát hiện ở Nam Cực và là một trong số ít loài khủng long ăn thịt được biết đến từ lục địa này cho đến nay. Ryolophosaurus là một loài khủng long chân thú lớn với kích thước gần trưởng thành là khoảng 6,5m. Nhưng các đặc điểm khác thường nhất của nó là phải là một chiếc mào đặc biệt giống như Elvis Presley trên đầu. Vẻ ngoài ngầu ngực độc đáo trên đỉnh đầu của loài khủng long này khiến nó có biệt danh là Elvisaurus. Mặc dù có những loài khủng long chân thú khác cũng có màu sọ đặc biệt, nhưng Ryolophosaurus là loài khủng long duy nhất có màu chạy ngang hộp sọ theo cách này. Số 3. Oryctoromius. Khi nghĩ đến loài khủng long, chắc các bạn sẽ không nghĩ đến là có một loài khủng long sống trong hang như loài gặm nhấm. Tuy nhiên, một số loài khủng long đã thể hiện hành vi này. Oryctoromius là một ví dụ điển hình về loài khủng long đào hang. Đây là một trong những loài khủng long đầu tiên biết sống trong hang. Loài khủng long chân thú này sống trong kỷ phân trắng khoảng 95 triệu năm trước. Hóa thạch của ba cá thể Oryctoromius được tìm thấy ở một đáy hang dài 6,5m. Các cá thể ở các độ tuổi khác nhau, nên các nhà khoa học cho rằng đó là một loài khủng long mẹ cùng với đàn con của mình. Hang có lẽ đã bảo vệ loài khủng long này khỏi những kẻ săn mồi và cũng đóng vai trò là hang ổ để nuôi con non. Số 2. Cosmoceratops. Hồ sơ hóa thạch có rất nhiều loài khủng long có sừng, nhưng có thể cho rằng loài khủng long kỳ lạ nhất trong số đó là loài Cosmoceratops. Nó có hai lỗ sừng lớn hướng về phía trước và hai bên, giống như sừng của bò rừng. Những đường diềm của loài khủng long này cũng được trang trí rất cầu kỳ với tới 15 chiếc sừng và cấu trúc giống sừng với nhiều kích cỡ khác nhau. Nó là một ứng cử viên xứng đáng cho danh hiệu khủng long có nhiều sừng nhất và điểm diềm xếp đẹp nổi bật so với họ hàng của nó vì nó cong xuống và được phân chia một cách kỳ lạ. Số 1. Nigerosaurus. Nigerosaurus là một loài khủng long sauropod tương đối nhỏ, có kích thước tương đương với một con voi hiện đại. Nó nổi tiếng với bộ răng kỳ lạ, bao gồm hơn 500 chiếc răng xếp thành hàng trong miệng rộng. Điều này lạ hơn nữa là những chiếc răng này được thay thế nhanh chóng khi chúng bị mòn. Việc nó có hàng trăm chiếc răng chắc khỏe cho phép loài khủng long này ăn thức ăn một cách hiệu quả. Những chiếc răng nằm sát phía trước miệng, thẳng và động bất thường của loài Nigerosaurus càng làm tăng thêm vẻ ngoài vốn đã kỳ quái của loài khủng long này. Vừa rồi mình và các bạn đã cùng đến với một số loài khủng long có hình dáng kỳ lạ. Nếu được các bạn ủng hộ thì mình sẽ làm thêm trong các số tiếp theo. Các bạn có ý kiến như thế nào cứ bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Old Jack Sa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.